Nhiều ba mẹ nghĩ rằng sau khi sinh mẹ tròn con vuông thì con chắc chắn sẽ khỏe mạnh. Quan niệm này là sai lầm. Ngay cả khi mẹ đi khám thai định kỳ, thực hiện nhiều sàng lọc, xét nghiệm chẩn đoán trước sinh, thì vẫn có rất nhiều bệnh lý mà y học ngày nay không thể phát hiện ra khi bé còn nằm trong bụng mẹ. Trẻ vẫn có nguy cơ mắc các bệnh lý di truyền, rối loạn chuyển hóa, những bệnh lý chỉ xuất hiện khi trẻ sinh ra. Đa số những bệnh này không biểu hiện triệu chứng ngay lập tức sau sinh mà thường biểu hiện sau vài tuần hoặc vài tháng khi đã để lại hậu quả nặng nề cho bé. Chẳng hạn như điếc bẩm sinh, suy giáp bẩm sinh, thiếu men G6PD, rối loạn chuyển hóa không phát hiện và điều trị kịp thời sẽ làm trẻ chậm phát triển về thể chất, trí tuệ, thậm chí là tử vong. Hay hội chứng suy giảm miễn dịch tổ hợp nghiêm trọng SCID khiến trẻ không có sức đề kháng khỏe mạnh trước các tác nhân gây bệnh ở môi trường bên ngoài bụng mẹ và mắc các bệnh nhiễm trùng dẫn đến tử vong. Và còn rất nhiều các bệnh lý thường gặp khác. Nếu không phát hiện kịp thời, trẻ phải chịu di chứng rất nặng nề và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống sau này. Cũng giống như những hạt giống cây cối, mỗi đứa trẻ sinh ra được tạo hóa ban cho sức sống mãnh liệt cùng bản năng sinh tồn được chọn lọc qua hàng ngàn thế hệ. Người nông dân cần phát hiện và khắc phục sự cố ngay từ lúc cây còn non, bởi lúc này mầm sống non trẻ có thể dễ dàng tự hoàn thiện mình với sự trợ giúp đúng cách. Những em bé cũng cần sàng lọc sơ sinh sau sinh. Đây là mốc thời gian vàng để chúng ta có thể phát hiện sớm nhất và kịp thời đưa ra phương án trợ giúp, điều trị thích hợp dành cho mỗi bé. Tốc độ phát triển của từng tế bào trong cơ thể bé đang diễn ra với cấp số nhân. Mỗi giây phút chậm trễ, chúng ta vô tình khiến những lỗi nhỏ lớn dần lên. Hãy nhớ rằng, đa số những bệnh này không biểu hiện triệu chứng ngay lập tức sau sinh, mà thường biểu hiện sau vài tuần hoặc vài tháng, khi đã để lại hậu quả nặng nề cho bé. Sàng lọc sơ sinh giúp phát hiện bệnh cho bé trước khi có triệu chứng và điều trị sớm nhất có thể. Việc điều trị sớm có thể giúp trẻ có cuộc sống khỏe mạnh, giảm thiểu biến chứng như chậm phát triển thể chất, trí tuệ hay tử vong. Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có 3 nhóm sàng lọc sơ sinh mẹ có thể thực hiện. Sàng lọc thính lực, sàng lọc một số bệnh lý tim bẩm sinh nghiêm trọng, sàng lọc các bệnh rối loạn chuyển hóa, lấy máu gót chân, bao gồm sàng lọc hơn 50 chỉ số liên quan tới rối loạn chuyển hóa axit amin, axit béo. 5 bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh bao gồm thiếu men G6PD, suy giáp bẩm sinh, tăng sinh thượng thận bẩm sinh, peninketonia, galactosemia, rối loạn chuyển hóa di truyền, sàng lọc thalassemia, tan máu bẩm sinh, sàng lọc thiếu men biotinida, sàng lọc bệnh sơ nang, sàng lọc hội chứng suy giảm miễn dịch tổ hợp nghiêm trọng SCID. Đa số các sàng lọc sơ sinh được thực hiện trong khoảng 24 đến 72 giờ sau sinh, có thể thực hiện ở thời điểm đến vài tuần đầu sau sinh. Tuy nhiên, tùy vào từng xét nghiệm mà thời gian sàng lọc có thể khác nhau. Nếu chẳng may nhận được kết quả xét nghiệm có rủi ro, không chỉ các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội can thiệp tức thời, sự liên kết đến các bệnh viện nhi, cộng đồng y bác sĩ chuyên khoa hàng đầu khu vực luôn sẵn sàng để hỗ trợ, điều trị kịp thời cho bé. Phát hiện, chẩn đoán và điều trị sớm các bệnh lý bẩm sinh sẽ giúp bé phát triển bình thường và có một cuộc sống khỏe mạnh về sau. Không chỉ với trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, em bé sinh tại các cơ sở y tế khác đều có thể đến sàng lọc sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Sàng lọc Chẩn đoán Trước sinh và Sơ sinh, số điện thoại 0326 85 85 85, liên hệ giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6. Địa điểm: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, 929 La Thành, Ba Đình, Hà Nội.